Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ tháng 8 cho tới nay, dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng gia tăng và dự kiến là tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Cả nước vẫn còn 128 ổ dịch ở 28 tỉnh, thành phố. Cụ thể, cả nước xảy ra 576 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 530 xã của 44 tỉnh, thành phố. Số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy là 24.218 con. Hiện nay, vẫn còn 125 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 28 tỉnh, thành phố, vẫn chưa qua 21 ngày. Số lợn mắc bệnh chết và tiêu hủy tại các địa phương này là 7.327 con. Dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra nặng nhất tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Đắk Lắk, Quảng Bình, Sơn La, Bình Phước. Cục Thú y cho rằng, các ổ dịch vừa qua chủ yếu xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc, vệ sinh chuồng trại kém. Vẫn còn hiện tượng giấu dịch, chậm báo cáo dịch, bán chạy, giết mổ lợn bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường. Ngoài ra, kiểm dịch nội tỉnh gần như không có, trong khi giết mổ nhỏ lẻ chiếm đa số, khoảng 27.000 cơ sở, thì chỉ có 460 cơ sở giết mổ tập trung. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn của tỉnh Bạc Liêu cơ bản là đã được kiểm soát. Tuy nhiên thì với đặc tính dễ lây lan, phát tán nhanh, dịch tả lợn châu Phi vẫn xảy ra rải rác ở các địa phương ở trong tỉnh. Tổng lượng lợn đã bị tiêu hủy là gần 170 con. Từ đây cho tới cuối năm là thời điểm dịch tả lợn châu Phi dễ bùng phát và lây lan bởi người chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn để phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán năm 2024. Và trước thực trạng đó, ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi cần áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng bệnh, không nên tái đàn ồ ạt mất kiểm soát. Giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ lạnh khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm, cộng với môi trường chăn nuôi luôn tiềm ẩn virus sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh của đàn vật nuôi. Do đó, để phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, thì người nuôi phải chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại thường xuyên, sát khuẩn theo định kỳ, tiêm ngừa và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho đàn vật nuôi. Thì heo châu Phi bây giờ nghe nói thì cũng có vaccine gì đó mà mình chưa về tới đây được. Ngoài ra mấy biện pháp là mình vệ sinh chuồng trại hay là cái mình hạn chế đi ngoài. Những người lạ đâu mình đừng có cho vô này. Nếu mà cái trời lạnh quá mình sập tất cả các đồ xuống, vừa có số giáp vòng hết. Dịch tả này kia thì thấy bây giờ nó cũng ổn, nó cũng không có gì mà phát triển dân cũng ổn định cho bà con. Thì nông dân thì nuôi thì nó không có lợi nhuận nhiều, nhờ cấp trên nhà nước để giải pháp nào cho heo nó có giá chút cho nông dân đỡ được hoàn nào. Để phòng chống kiểm soát dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán năm 2024, ngành chuyên môn cùng các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng bệnh trên đàn vật nuôi, trong đó chú trọng xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế thấp nhất phát sinh ổ dịch mới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh làm lây lan dịch bệnh theo quy định. Để làm tốt hơn nữa cái phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đó, thì theo tinh thần Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thì chúng ta sẽ tiến hành cho bà con là đăng ký để mình lên danh sách để mình tiến hành tiêm phòng cái vaccine dịch tả lợn châu Phi. Thì hướng là sẽ triển khai tiêm phòng có thể lên đến 80% cái diện tiêm trên tổng đàn. Bà con chăn nuôi trong thời điểm này thì chúng ta phải chủ động tiêm phòng tất cả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác để chúng ta tạo cho gia súc được sức khỏe tốt, cố gắng là giữ cho đàn gia súc chúng ta tránh gió lùa, rồi tránh những cái nơi mình nhiệt độ nó hạ thấp để con heo nó giảm sốc, thì cái khả năng chống chịu dịch bệnh nó tốt hơn, thì cái khả năng bùng phát dịch sẽ được kiểm soát. Bên cạnh đó, người nuôi cũng cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn khi thời tiết thay đổi như hiện nay. Cho lợn ăn, thức ăn phải đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, cung cấp đầy đủ nước sạch. Khi tiếp nhận lợn từ nơi khác tới, phải cách ly theo dõi từ 7 tới 10 ngày, tránh lây lan dịch bệnh. Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi khi phát hiện đàn lợn có biểu hiện nhiễm bệnh thì cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời, cắt đứt mầm bệnh. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp cũng là nguyên nhân khiến cho giá lợn giảm, đầu ra khó khăn trong thời gian qua. Cùng với đó, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, sử dụng đa dạng các nguồn thực phẩm khác thay thế cho thịt lợn nên nhu cầu chưa thực sự sôi động. Do đó, ngày hôm nay giá lợn hơi tiếp tục ghi nhận đà giảm 1.000 đồng ở một vài tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc và ở giữ nguyên ở khu vực miền Trung Tây Nguyên và miền Nam.
Hiện tại giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 48 tới 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, cùng giảm 1.000 đồng 1 kg, thương lái tại Vĩnh Phúc và Hà Nội đang thu mua lợn hơi với giá 51.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi ở tỉnh Ninh Bình là 50.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn không ghi nhận sự thay đổi, trong đó 49.000 đồng 1 kg là giá lợn hơi thấp nhất của khu vực. Tại Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mức giá thu mua lợn cao nhất với giá 51.000 đồng 1 kg. Khu vực phía Nam, giá lợn hơi đi ngang trên diện rộng. Lợn hơi ở Kiên Giang và Cà Mau đang được thu mua lần lượt với giá thấp nhất và cao nhất khu vực là 48.000 đồng và 53.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại giá thu mua ổn định trong khoảng 49.000 đồng tới 52.000 đồng 1 kg. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì miền Bắc vẫn có nắng và mức nhiệt ít thay đổi, dao động trong khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Đợt không khí lạnh lần này có tính chất lệch đông nên ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc không lớn và không khiến cho nền nhiệt giảm sâu. Tình trạng nắng hanh vì thế vẫn tiếp tục duy trì. Trong khi đó, từ hôm nay, Trung Bộ sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng và kéo dài cho tới ngày 27 tháng 11, kéo theo nguy cơ thiên tai có thể xảy ra ở mức cao. Nguyên nhân do sóng lạnh từ phía Bắc tiếp tục tràn xuống, vì thế ngày mai thì sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Trong đó thì khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Bình Định sẽ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 110 cho tới 250 mm, riêng vùng tâm thì mưa có nơi trên 400 mm. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa thì sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến ở ngưỡng từ 70 cho tới 100 mm, có nơi thì trên 200 mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, phía Đông và của Tây Nguyên thì có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 cho tới 70 mm và có nơi thì trên 100 mm. Do mưa với cường độ lớn nên trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa thì sẽ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì mực nước các đỉnh lũ sông ở Quảng Trị và các sông từ Bình Định đến Khánh Hòa sẽ ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các sông ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi thì lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế cho tới Khánh Hòa. Phía Nam do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo và nhiễu động gió đông nên cũng xuất hiện mưa vừa đến mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 10 cho tới 30 mm, có nơi thì trên 70 mm. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày tại Nam Bộ dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ, còn ở Tây Nguyên thì ở ngưỡng từ 25 cho tới 28 độ. Trên biển, rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở vào khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ Bắc. Ở trạm đảo Phú Quý thì có gió giật mạnh cấp 7. Ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau và vùng biển phía Nam khu vực Vịnh Thái Lan thì đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo ngày và đêm 26 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và độ cao sóng biển thì dao động trong khoảng từ 4 cho tới 6 mét. Biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Trị cho tới Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng biển từ 2 cho tới 5 mét, biển động mạnh. Thời tiết diễn biến thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh vàng lá, thối gốc, thối củ trên cây hoa ly phát sinh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây hoa ly cụ thể như sau. Lưu ý là chọn củ ly giống sạch bệnh và trước khi trồng thì bà con nên vệ sinh khử trùng đất bằng cách là bón vôi cho đất, làm đất kỹ, dọn sạch tàn dư thực vật trên đất để đảm bảo đủ thời gian phơi ải đất. Kiểm tra độ pH của đất để tránh tình trạng đất bị chua, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển. Trong quá trình chăm sóc thì bà con không nên làm tổn thương phần rễ, gốc và củ của cây ly, nên sử dụng lớp phủ để làm giảm nhiệt độ của đất, cải thiện hệ thống thoát nước của đất và tránh tình trạng úng nước. Chú ý là vào mùa khô thì không nên tưới nước lên cây, chỉ nên tưới đủ ẩm cho cây ở phần dưới của gốc. Tránh bón quá nhiều phân vào gốc và cần cho cây có thời gian thẩm thấu dinh dưỡng, loại bỏ những cây bệnh nặng không có khả năng phục hồi. Ngoài ra thì cũng cần phải phòng bệnh định kỳ với các loại thuốc trừ nấm bệnh an toàn. Như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình sẽ là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.